mình là bán là đặc trưng luôn á, chạy ngang là khói nghi ngút luôn, thấy là ai cũng dòm hết trơn á, ra chạy vô mua. Hello, Trải Nghiệm Vui xin chào tất cả các bạn nha. Mình mới đi làm về, mình đang chạy ngang một con đường. Và trên con đường này thì bán hàng rong rất là nhiều luôn các bạn ơi. Bán những cái loại đồ ăn vặt này kia đồ rất là ngon. Thì bây giờ mình sẽ chạy đi mua một số loại đồ ăn vặt để về nhà mình ăn thôi mấy bạn ơi. Mấy bạn theo chân mình nha. Bây giờ mình lên đường nha các bạn. Tình hình là trời đang chuyển mưa đen thui luôn các bạn ơi. Chạy không biết về tới nhà không, về đặt đi kiếm đồ ăn nữa đây. Đó các bạn thấy không, phía trước mình có một chú quán bánh bao, chú đang đẩy đi đó các bạn thấy không. Cái này mình phải kêu bằng ông chứ không phải bằng chú các bạn ơi, ông lớn tuổi lắm rồi luôn. Bây giờ mình chạy ra đẳng mình mua bánh bao nha các bạn. Bánh này là bánh gì ta? Ở dưới bánh bò. Bánh bò, lấy còn hai cái dưới với bánh bao, lấy còn một cái bánh bao nữa. Ủa ông năm nay là nhiêu tuổi rồi? 67. 67 tuổi, mình bán này lâu chưa? Bán này là 20 năm. Ở trên đường này là ông bán thường là buổi chiều đúng không? Con biết con nói người ta chạy ra đây mua. Buổi chiều là ông sẽ đẩy xe trên đường này ông bán bánh bao với bánh bò nha các bạn. Mình cũng hay đi về con đường này lắm, mình thì thích ăn hàng rong, hàng này hàng kia, bởi vì mình thích ăn vặt. Nói chung là mình thích ăn vặt bởi vì mình thấy là mình ghé vô mua ăn liền các bạn ơi. Các bạn có thì ủng hộ cho không đi, nó hai chị ba bốn chị ở ngân hàng ra mua luôn đó các bạn. Rồi mấy chị dễ thương quá. Ông cứ bán đi, cứ bán. Ở đây chắc mua mối của ông nhiều lắm các bạn ơi. Mình thì mình mới ăn lần đầu tiên. Còn ở đây thì chắc mối nhiều rồi. Tụi con là nhiêu tiền? Hai cái bò hả? Hai bánh bò, một bánh bao. 17 nha. Rồi. Nhìn bánh bò, bánh bao ngon không các bạn? Thấy màu sắc là biết ngon rồi ha. Đó. Đây, phía trước mặt các bạn không biết bán cái gì đây mà khói quá trời khói luôn nè. Để mình coi cho bán cái gì thì mình mới lại mình mua nha các bạn. Bánh mì lá lốt các bạn ơi. Bây giờ mình chạy lên mua luôn nha. Cô bán rất là đắt luôn các bạn ơi. Mình chờ khoảng 3 người nữa mới tới lượt mình mua đó. Mình là bán là đặc trưng luôn á, chạy ngang là khói nghi ngút luôn, thấy là ai cũng dòm hết trơn á, ra chạy vô mua. Chắc bán đắt lắm hả cô hả? Cô hả, bán cũng được, như là mình nhà nào cũng vậy à. Thường là mình bán mình về sớm không, giờ này là về chưa hay là mới ra bán? Chưa đâu, ra thường 30 mấy cũng ra rồi, nhưng mà nhà cửa nó bị chợ cũng chừng vậy đó. Hết trơn bánh mì rồi. Còn mấy ổ bánh mì. Đắt quá à, sớm chạy ngang thấy là 6-7 người bu vậy thôi, con chạy con mua đồ đẳng. Mấy vòng lại đây, vòng lại đây vẫn còn người ngồi đứng mua. Thành ra mình cũng phải chờ. Nhìn ngon quá à. Bánh mì lá lốt. Anh đang mua bánh mì lá lốt. Trời chuyển mưa rồi, mưa rất hộp rồi. Cần Thơ cấp này sáng nắng chiều mưa. Lá lốt quấn bò các bạn,
mình để vô bánh mì cái bắt đầu mình xịt tương ớt vô ăn rất là ngon luôn. Ai thấy cũng phải ghiền hết trơn á. Đó. Cô bán bánh mì thì rất là vui vẻ nha. Cười liên tục, cười suốt luôn. Sao giờ mắt được mình đó, rồi rồi. Bao nhiêu vậy chị? 14 rồi, ok. Các bạn thấy cái chị cô bán vừa rồi rất là dễ thương đúng không? Nói chuyện là cười liên tục luôn. Mà ở đây đa số người bán hàng là ai cũng vui vẻ vậy hết trơn các bạn ơi. Mình nhìn là mình muốn mua liền vậy đó. Rồi quay cái bầu trời đen thui cho các bạn coi một cái đó nha. Tình hình trong này chắc mình phải dọc về nhà thôi các bạn ơi. Wow, đi đâu đây? Chạy vô hẻm luôn thôi coi còn gì mua nữa không nha các bạn.